Xin chào tất cả các bác. Thì hôm nay xin giới thiệu tới các bác một bộ cô hình trị giá đó là 11.900.000. Thì em có thể gọi nó là 12 triệu đi. Một bộ cô hình này thì sẽ gồm mic vang đẩy và một đôi loa bass 30. Một đôi loa bass 30 luôn anh em nhé. Với bộ cô hình 12 triệu này thì rất là ok rồi. Anh em có thể thấy được chất lượng của bộ cô hình này và những đôi loa. Với tầm 12 triệu thì có thể là rất nhiều anh em có thể mua được với bộ cô hình này. Thì đi sâu vào bộ cô hình này thì em xin giới thiệu tới anh em những sản phẩm trong bộ cô hình này mà anh em sẽ lựa chọn. Đó là đầu tiên, đó là một chiếc mic JBL VM500. Những chiếc mic này thì giá thì cực kỳ bình dân rồi. Với 1.800.000 đồng anh em đã có được những chiếc mic có cảm biến gia tốc, cảm biến tự ngắt. Và cái điều đặc biệt nữa là nó cũng có giọt sóng sạch. Hát thì cũng rất là ok anh em nhé. 1.800.000 đồng thôi. JBL VM500 hàng loại 1 của Trung Quốc anh em nhé. Cảm biến gia tốc, cảm biến tự ngắt, rồi có giọt sóng sạch, rất là ok. Hát thì nhẹ và có thể giảm hú rít cho anh em. Và tiếp theo đó là một con vang LXQ8. Những con vang này thì cũng không phải giới thiệu với anh em nhiều rồi. Em có lắp trong các phòng karaoke gia đình rất nhiều rồi. Và chất âm của nó thì cực kỳ hay. Điều đặc biệt ở con này thì nó có reverb chỉnh độc lập, có USB, Bluetooth, cổng quang và cả đồng trục, đầy đủ hết cho anh em. Và có exciter nâng tiếng phần mic anh em nhé. Có effect mute. Chỉnh con này thì cực kỳ đơn giản. Tất cả anh em sẽ dùng một cái tua vít nhỏ và anh em sẽ chỉnh. Có loud mid 2 của phần mic, loud mid 2 của phần effect. Và có lưng tiếng này, balancer này, repeat, delay và reverb. Có echo vôn tổng, có loud mid 2 và balancer phần nhạc. Và con này nó cũng có hạn chế anh em nhé. Preset hạn chế của phần nhạc và hạn chế của phần mic, đầy đủ hết cho anh em. Có hai cổng AUX, AUX 1 và AUX 2, cổng quang, Bluetooth, rồi optical, đầy đủ hết các công dụng, các chức năng của những sản phẩm vang mà anh em có thể thấy. Con này thì hát karaoke thì cực kỳ là mượt mà rồi. Trong hú rít thì cực kỳ tốt anh em nhé. Và tiếp theo đó là cục đẩy LXLA500. Cục đẩy này với công suất chuẩn của nó sẽ là 500W trên một kênh và nó sẽ có hai vỉ mạch xử lý cho hai kênh riêng biệt. Cho ra chất âm và chất lượng thì cực kỳ là sạch sẽ và chất âm cực kỳ hay. Với công suất 500W này anh em có thể đánh được một đôi bass 30 hoặc anh em có thể sử dụng cho hai đôi bass 25, đều đánh vô tư và thoải mái anh em nhé. Công suất chuẩn 500W trên một kênh để anh em có thể phối ghép với những dòng loa rất là dễ dàng và rất là thoải mái. Và tiếp theo đó là những đôi loa CIF. Những loa CIF này thì không phải giới thiệu với anh em nhiều rồi, anh em có thể nhìn thấy. Loa này là hàng thanh lý của khách hàng anh em nhé. Loa này là thanh lý chứ không phải là hàng mới. Anh em có thể gọi đó là hàng bãi đều được anh em nhé. Vì nó đã qua sử dụng nên anh em yên tâm về chất lượng và chất âm. Anh em có thể nghe trực tiếp, đang phối ghép trực tiếp anh em nhé. Anh em có thể nhìn thấy lớp sơn này, lớp sơn và những lớp ê căng này. Loa này còn rất mới, chất lượng cực kỳ cao anh em nhé. CF Bass 30. Thì anh em nào có nhu cầu mua lẻ những thiết bị thì em xin báo giá. Mic JBL VM500 với giá là 1.800.000 đồng. Vang Q8 với giá 2.4 triệu. Cục đẩy là A500 với giá là 3.700.000. Và những đôi loa này với giá chỉ 4 triệu đồng anh em nhé. 4 triệu đồng anh em đã sở hữu được những đôi loa CIF rất là tuyệt vời này rồi. Anh em cùng đeo tai nghe và em sẽ karaoke thử bộ cấu hình này để cho anh em có thể tham khảo chất lượng và chất âm. Với 12 triệu, 11.900.000 này thì anh em có thể karaoke rất là thoải mái rồi. Anh em có nhu cầu mua hàng liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại bên dưới. Anh em nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông để những thông báo mới nhất về các video bên em. Và mời anh em cùng đeo tai nghe để thưởng thức chất âm của bộ cơ hình này ạ. Đời trai như cách
xuân xuân về về mẹ ngoài năm chờ. Mẹ ơi trong thời chiến 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 bóng bò xuân con chẳng về nhà, thấy một mình chưa đôi vui cùng mẹ lại đánh xa cách quê. Xuân xuân xuân.